1 tỷ đồng có thể thuộc về người sở hữu ngày sinh đặc biệt vào ngày 31 tháng 3 2018 tới đây đó. Vận may đang gõ cửa, đừng chần chờ, kiểm tra ngay liệu người đặc biệt đó có phải là bạn. Thứ nhất, lấy hai con số trong năm sinh của bạn trừ đi 18. Thứ hai, cộng kết quả với số tuổi của bạn tính tới năm 2018. Thứ ba, cuối cùng lấy kết quả ở bước 2 trừ đi 919. Kết quả của bạn tìm được là 1. Nếu đúng, xin chúc mừng. Hãy bấm nút đăng ký ngay để thông báo cho chúng tôi.